Vẫn giữ làn sóng của VN TV 55.6 qua chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp, và cảm ơn một số quý thính giả vẫn giữ làn dây 18448588000 để đặt câu hỏi với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hùng Anh qua chương trình giải phẫu thẩm mỹ, và xin kính mời bác sĩ có thể tiếp tục trả lời. Dạ. Chúng ta đi vào cái chuyện mà đã xảy ra bên Việt Nam, và có một người bệnh nhân đã bị tử vong mới trong vòng một ngày nay. Và đây là bệnh nhân 59 tuổi ở hải ngoại về Việt Nam, thì tới một cái trung tâm quảng cáo rất là nhiều và trên mạng. Và trung tâm này đã có thời gian trong cái làng thẩm mỹ của chúng tôi đó, thì chúng tôi có những đàn em ở bên Việt Nam, thì họ đã biết là nhiều khi cái quảng cáo mà nó đi nhanh đi nhiều đó, cái quality, cái chất lượng ở trong nó không có, và có rất nhiều cái trục trặc mà có thể nói là chính tôi ở bên Mỹ đã phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân bay về đây và tôi phải sửa lại. Không những như vậy, những văn phòng khác ở địa bàn, ở bên địa phương bên Việt Nam, thì sau khi giải phẫu ở cái trung tâm quảng cáo, những trung tâm quảng cáo dữ dội như vậy, xong rồi tới chỗ khác để phải sửa lại và ôm mặt, ôm ngực, ôm cái gì đó, rồi họ khóc cộng với cái túi tiền của họ. Thì người bệnh nhân lúc mà căng mặt xong rồi 11 tây tháng 10, thì tới tối đó khoảng chừng 9 giờ tối thì nhân viên của cái trung tâm, tôi không có dám nói đây là bệnh viện, dù họ nói là bệnh viện Việt Nam, thật sự đó, cái ở ngoài những cái thẩm mỹ viện đó mà thật sự là bệnh viện rất là ít, có thể nói là 9 trong 10 không có đủ tiêu chuẩn, mà giống như bên Mỹ mình nghĩ là bệnh viện thật sự. Thì bên Việt Nam như vậy, 9 giờ tối nhân viên tìm người bệnh nhân đã bị ngất xỉu, cái áp huyết bị sốc, và xong rồi thì họ quýnh lên, họ gọi vào nhà thương nhân dân. Nhà thương nhân dân nhận bệnh nhân nhưng mà thấy chữa không được rồi chuyển qua nhà thương Chợ Rẫy. Và lúc mà họ chuyển bệnh nhân tới nhà thương Chợ Rẫy đó, thì bệnh nhân ở đó cho vài ngày, cho tới ngày 15 tây tháng 10 là mới cách đây có 1-2 ngày thôi là bệnh nhân qua đời. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà ở đây không phải là bệnh nhân về Việt Nam làm thẩm mỹ rồi tử vong, cái chuyện đó là một chuyện thôi. Nhưng mà cái chuyện tôi muốn nêu ra đó là căng mặt, thuốc tê. Chúng ta biết và chúng ta nghĩ thuốc tê là an toàn mà, phải không? Bao nhiêu bệnh nhân họ chọn cái thuốc tê, tại sao? Tại họ nghĩ cái đó an toàn. Mà tại sao với cái căng mặt, là căng mặt thuốc tê mà lại tiến tới cái tử vong? Cái đó là một cái chuyện lạ. Thật sự tôi có thể nói tôi đoán và tôi biết phía sau về cái phần y khoa, phía sau về cái phần, cái hệ thống xã hội, cái từ cách chọn lựa tuyển bác người vào trường y khoa thành bác sĩ cho tới làm ăn của những văn phòng. Nhưng mà nói chung đây là một chuyện rất là lớn. Tại chị nghĩ coi cái lý do của bao nhiêu bệnh nhân ở Mỹ đi, tới Nam Cali đi, hay là đi xuống, hay là đi về Việt Nam đi, họ chọn thuốc tê, hay họ nói họ chọn thuốc tê tại thuốc tê an toàn. Mà nếu an toàn là tại sao mà tiến tới cái tử vong, đúng không? Dạ. Là, tại vì bác sĩ bên Việt Nam thạc sĩ tiến sĩ nhiều lắm mà bác sĩ, đáng lẽ phải giỏi lắm chứ. Dạ, thạc sĩ tiến sĩ nhiều thì nhiều khi cái bằng chúng ta mua rất là dễ. Và có thể nói đó là bây giờ đó, có thể trong vòng 1-2 năm tới thì có thể nói là xã hội Việt Nam họ muốn bắt chước và họ nhái xã hội quốc tế. Cái trong làng y khoa là họ muốn nhái cái gì? Quốc tế bây giờ có rất nhiều cái trục trặc trong tay những người bác sĩ, có thể nói không chuyên môn hay là những tay ngang, mà dù là họ căng mặt, họ sửa mũi, họ bơm mỡ vô mông, họ sửa ngực vân vân. Thì trong những trường hợp như vậy đó, thì bây giờ nhiều nước mà họ có những cái tử vong, cái tai nạn mà xảy tới xảy lui đó, thì họ làm gì? Họ ra những cái luật rất là nghiêm khắc. Bây giờ có thể nói họ đi quá mức, nhưng rất tiếc là phải qua những cái trường hợp mà bị tử vong mà họ mới ra một cái luật như vậy. Đáng lẽ là họ kiểm soát trước cái trường hợp mà người mà không có huấn luyện, không có lai lịch rõ ràng, hay là giống như bác sĩ da quảng cáo là bác sĩ thẩm mỹ tạo hình, hay là bác sĩ mẫu tổng quát mà quảng cáo là bác sĩ thẩm mỹ tạo hình như vậy. Nhưng mà họ chờ tới lúc mà có nhiều tai nạn lớn. Thì tôi cho quý vị theo một thí dụ ở bên Nga, bên Russia bây giờ đó, thì có một cái trung tâm giải phẫu thẩm mỹ ở ngoài. Nếu người bác sĩ muốn có một trung tâm như vậy thì họ bắt người bác sĩ hay là người chủ đó phải làm gì?
phải có trực 24 tiếng đồng hồ, phải có bác sĩ tim, phải có bác sĩ phổi, phải có cái phòng emergency room 24 tiếng, phải có bác sĩ gây mê, phải có máy CAT scan, phải có cái máy MRI. Nói chung là chị tưởng tượng ở ngoài coi cái số tiền mà phải một người hay là một chủ phải bỏ ra để mướn bao nhiêu người đó, giống như là như nhân viên mà 24 tiếng và cộng bao nhiêu cái máy đó chỉ để giải phẫu thẩm mỹ. Là tại sao? Tại bên Nga đó đã xảy ra rất cái nhiều chuyện tử vong như vậy. Thì ở bên Việt Nam đó, cái kiểm soát bây giờ thật sự nói chung về cái bằng và kiểm soát nhiều khi là về cái những chuyện xảy ra thì chúng ta thấy vẫn chưa có chặt chẽ lắm thưa chị. Dạ. Vậy có lẽ là chúng ta sẽ trở lại là về cái trình độ học ở Việt Nam ra sao, rồi về cái văn hóa tiến tới ra sao thưa quý vị, vì bác sĩ cũng đề cập là cái yếu tố thành công của một cuộc giải phẫu giữa người bác sĩ và người bệnh nhân nó dựa vào cái sự an toàn, cái lai lịch, cái kiến thức và cái khả năng tài chánh của người bệnh nhân. Lúc mà một người mà họ nhìn vào những cái chuyện xảy ra, những biến cố như vậy, họ chỉ nhìn vào cái biến cố đó thôi. Tôi nhìn vào nguyên cái structure, cái infrastructure, cái hệ thống. Thì nếu mà chúng ta nói thật sự đó, một xã hội như Việt Nam và nhiều xã hội Á Châu đi, yes, trước 75 cũng có chứ không phải không có, nhưng mà nó chưa tới cái mức bây giờ. Là sao? Là bất cứ trong cái lĩnh vực nào trong xã hội, chị làm ăn, chị làm luật sư, chị buôn bán, chị vào đảng. Thậm chí trường hợp này chúng ta nói về tuyển một người sinh viên vào trường y khoa, xong rồi ra được cái bằng bác sĩ và có thể nói huấn luyện tới bằng bác sĩ thẩm mỹ, thì có thể nói có bốn cái điều răn chánh ở bên xã hội Việt Nam. Cái điều răn mà quan trọng nhất đó là lúc mà quý vị tưởng tượng mà một người sinh viên mà gửi hồ sơ vô trường y khoa thì họ coi cái gì? Họ coi cái điều răn đầu tiên, đây có phải là hậu duệ không? Tức là phải đây là phải con cháu Nguyễn Tấn Bình hay là Nguyễn Phú Trọng không? Thì dù ngu cách mấy đi nữa thì họ sẽ cho thêm 100 điểm. Cái đó là mối liên hệ, ok? Rồi cái điều răn thứ hai, cái mối liên hệ thứ hai rất là quan trọng, sau đó là cái gì? Gọi là cái tiền tệ. Tiền tệ là sao? Là mình đút lót. Mình đút lót đó, thí dụ mình đút lót đủ tiền thì có thể trong cái hồ sơ mình mà xin vô trường y khoa thì mình được thêm 50 điểm. Hậu duệ thì được 90, 100 điểm, đút lót được 50 điểm. Thì cái phần thứ ba là cái gì? Cái đó gọi là cái mối quan hệ. Quan hệ là sao? Là ông chú của chị hồi xưa, thí dụ mà trong cái mặt trận giải phóng miền Bắc đi, cầm mã tấu mà nổi dậy lên mà chém đầu chủ đất đai miền Bắc đó. Thì nếu mà họ có cái lịch sử có thể nói quan hệ đó thì họ sẽ cộng thêm thí dụ 10, 15 điểm vào cái hồ sơ. Rồi, cái mà chúng ta nghĩ ở bên xã hội Tây Phương, những bác sĩ giỏi, chúng ta đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi cái khả năng và cái trí tuệ. Không phải cái hậu duệ, không phải cái tiền tệ, không phải cái quan hệ. Chúng ta đòi hỏi cái khả năng và cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó cộng vô thì trong xã hội này có thể nói là đứng hạng bét, có thể chị được cái đó là hên lắm, là có thể họ coi cái hồ sơ của chị. Thành ra chị tưởng tượng nhiều cô nhiều bác về Việt Nam nếu mà nghĩ là tại vì bác sĩ giỏi ở bên Việt Nam thì có thể nói là cái lý do mà họ tuyển sinh viên vào trường y khoa và trở thành bác sĩ, thì nói chung cái trí tuệ, cái khả năng và cái lương tâm chưa chắc gì là đứng hạng đầu. Thì chúng ta thấy trong cái xã hội đó có rất nhiều chuyện trên mạng và chuyện kịch, phim bộ bên Việt Nam rất là nhiều. Người ta nói về cái lương tâm người bác sĩ bây giờ ở bên Việt Nam ra sao? Dạ. Có lẽ đó là tại sao mà ở tại hải ngoại thì khi các em sinh viên được phỏng vấn để vào những cái trường medical school hay là nha khoa hay là dược khoa đó, thì không, các em very competitive, có nghĩa là giỏi ngang nhau, nhưng mà vì bên cạnh đó phải có những cái tiêu chuẩn khác, có nhiều cái volunteer, có nhiều cái phỏng vấn mà người ta đòi hỏi cái em đó phải có cái kiên nhẫn hay hoạt bát hay là lương tâm nghề nghiệp, đúng không thưa bác sĩ? Nói chung cái điều kiện mà vào đó thì rất là nhiều, nhưng mà dù như vậy chúng ta cũng có rất nhiều sơ sót, mà có nhiều người nhiều khi là chữa tim rồi luồn chỉ căng mạch, nhưng mà nói chung có thể nó không có tới cái mức mà như ở bên Việt Nam. Vậy thì thưa bác sĩ đang đề cập tới cái sự an toàn, cái lai lịch, cái kiến thức, cái khả năng của mình đang nói tới bác sĩ. Cái đó là chúng ta nói về cái phần người bác sĩ thôi, và chúng ta phải nói về cái phần hệ thống trung tâm bên kia. Thì cái hệ thống trung tâm đó nói chung là người bác sĩ lúc ra trường
Và họ đã huấn luyện đúng ngành, giống như ngành bác sĩ thẩm mỹ tạo hình đi, mà họ muốn ra mở cái văn phòng thì cái đòi hỏi ở bên kia là họ phải vào phục vụ trong nhà thương nhà nước, tức là làm rẻ tiền, làm coi như là cho free gì đó, khoảng chừng 5 năm thì họ leo lên, rồi họ nịnh bợ, họ làm vui cấp trên, thì hy vọng họ sẽ được cung cấp một tờ giấy để họ ra ngoài, họ có thể mở văn phòng ở ngoài. Còn nếu không thì họ không có quyền. Dĩ nhiên chị muốn đúp lót là chị lúc nào chị ra cũng được, cái đó là chuyện dễ. Ra rồi đó thì thật sự đó, quý cô quý bác mà về Việt Nam mà tới bao nhiêu trung tâm hay là bệnh viện hay là thẩm mỹ viện đó, thì có thể nói 9 trong mỗi 10 cái trung tâm như vậy, họ chỉ được phép, nếu mà họ không làm lậu, nếu mà họ được phép đó là chỉ làm thuốc tê. Thành ra những cái căng mặt, những cái sữa ngực, những cái căng bụng mà quý cô quý bác muốn, mà nhiều khi đẩy bác sĩ, ép bác sĩ, thuyết phục bác sĩ ở bên Việt Nam làm thuốc tê để mình đỡ túi tiền một chút xíu, bác sĩ sẽ làm. Tại sao? Tại vì thật sự họ cũng không có thể đem tới và cũng không muốn đem tới nhà thương để họ làm. Thì có thể nói là 9 trong 10 trung tâm như vậy họ không có cái tiêu chuẩn và không có được cái giấy phép để làm cái gì gây mê. Đó là sao mà có nguyên một cái văn hóa, nguyên một cái thị trường mà họ thúc đẩy bao nhiêu chuyện từ cái nhỏ, tức là giống như cô Hương hồi nãy gọi về căng chỉ bằng collagen đi. Cái đó thật sự giả da lên mặt, uống vài ly rượu là cũng có thể làm, không có làm thuốc tê gì hết là cũng ok cho bệnh nhân rồi. Cho tới cái căng mặt trường hợp như vậy, trường hợp cái trung tâm này tôi biết cái này là thuốc tê chứ không phải là gây mê, và bên Việt Nam không được giấy phép, cũng không được làm tới cái gọi là cái sedation nữa thưa chị. Thành ra cái đây là một cái rất là ngạc nhiên là căng mặt với thuốc tê, và với cái trình độ căng mặt ở bên Việt Nam có thể nói rất là căn bản, mà căn bản thì thiệt ra không có làm gì nhiều, mà tại sao mà tử vong. Một người bác sĩ mà họ nghe về cái này đó, họ đoán biết là cái độ lượng thuốc nó quá nhiều, tức là overdose về cái thuốc tê. Mà cái căng mặt làm sao mà có thể nói với một cái phẫu thuật trình độ rất căn bản mà có thể mà overdose được. Đó, thì cái đó là một cái thắc mắc rất là lớn thưa chị. Mà chúng tôi ở trong văn phòng, chị biết là chúng tôi làm cái những căng mặt chuyên môn mà nhiều trường hợp làm thuốc tê. Mà chính vì chúng tôi biết, tôi kể cái chuyện đọc câu cầu bại mà kiếm vô thần đó. Thì nói chung á, thì lúc mà tới cái trình độ mà giải phẫu sâu thì chúng tôi còn dùng ít thuốc tê hơn, nhưng mà giải phẫu sâu cho người bệnh nhân rất là thoải mái. Thành ra có thể nói trường hợp này không có xảy ra. Thành ra đây là một cái biến cố có thể nói rất là khủng khiếp và rất là ngạc nhiên thưa chị. Dạ. Dạ, 59 tuổi thì cũng không có lớn. 59 tuổi quá trẻ, có thể nói rất là trẻ. Mà nếu mà chúng ta coi theo tin tức ở bên Việt Nam và trên mạng đó, thì trung tâm này cũng đã tới cơ sở y tế. Tại cơ sở y tế, dĩ nhiên bây giờ tung ra tin tức rồi, họ phải có bất đắc dĩ, họ phải có trách nhiệm, họ điều tra. Và trung tâm này đã là thuốc tê mà họ đã đi thử test, thử máu, thí nghiệm đầy đủ hết cho bệnh nhân, là một chuyện lạ mà họ đã làm rồi. Mà xong rồi thì tiến tới cái thuốc tê là có những trường hợp như vậy. Chúng tôi phần lớn đó ở bên Mỹ cho quý cô, quý bác, quý chú đi thí nghiệm là trong trường hợp gì? Trường hợp mà chúng tôi giải phẫu gây mê, hay là chúng tôi lo về cái gì, giống như là quý cô, quý chú yêu cây thần cỏ tiên hơi nhiều, xong rồi uống vào rồi loãng máu, thì chúng tôi nhiều khi hơi lo. Muốn kết quả nó tốt thì chúng tôi cho bệnh nhân đi thử như vậy, nhưng nói chung cái thuốc tê thì không có thử thí nghiệm nhiều như vậy, mà thí nghiệm đàng hoàng, mọi chuyện ok rồi mà tiến tới cái trường hợp như vậy. Dạ, quý vị có thể gọi vào 1-844-858-8000 để đặt câu hỏi với bác sĩ. Và thưa bác sĩ, trở lại đó, thì đối với cái tình trạng quốc tế, làm sao mà bảo đảm cái bảo vệ cái sự an toàn cho bệnh nhân thưa bác sĩ? Dạ thưa chị, có thể nói là cái này đó thì phải cần cái sự hợp tác của từ bệnh nhân. Từ bệnh nhân có thể nói là kiến thức bệnh nhân, hiểu biết bệnh nhân, cần sự hợp tác của bác sĩ và những trung tâm. Và có thể nói nhiều khi tới cái mức mà nhà quyền phải bước vào. Mà rất tiếc là lúc mà nhà quyền mà bước vào đó là lúc đã bao nhiêu chuyện trục trặc đã xảy ra. Thì chúng tôi rất tiếc là phải tới cái mức như vậy. Nhiều khi nhà quyền họ bước vào đó, họ cũng không có nắm vững lắm. Nhưng mà lúc mà họ lấy cái búa họ đập xuống rồi đó là nhiều khi đi quá lố. Thành ra cái tốt hơn là có thể nói là
trong cái lĩnh vực y của chúng tôi đó, và với sự hợp tác của bệnh nhân thì có thể là bệnh nhân chú ý một người bác sĩ thật sự mà không có chuyên về cái này mà họ làm, là mình có thể đoán nhiều chuyện ở phía sau, là họ đi đường tắt hay là có những cái chuyện có thể nó không có mỹ mãn lắm cho cái chăm sóc của mình. Dù là họ có thể quảng cáo là mấy chục năm kinh nghiệm hay là cái này cái kia học trường nổi tiếng, nhưng cái quan trọng là họ có đi cái đúng đường không. Dạ. Vậy thì thưa bác sĩ, xin phép được hỏi bác sĩ là làm sao thì mình có thể tìm được, đến được một cái người bác sĩ giỏi và an toàn, mình dựa trên những cái tiêu chuẩn gì thưa bác sĩ? Dạ, thì nói chung là cái này giống như là mùa cảm cúm gì chị. Thì lúc mà những cái hội đó mà họ tung ra những cái lời dặn dò đi, và những cái education cho người bệnh nhân, thì những người bác sĩ mà họ không có chuyên, họ muốn làm, thì họ như con virus vậy đó. Thì năm nay đó họ bị trị, giống như nói là bác sĩ đó là bác sĩ mổ tổng quát, thì năm sau họ chuyển tên họ là bác sĩ toàn khoa. Rồi năm sau đó thì có cái thuốc mới trị họ, xong rồi họ chuyển qua cái khác, họ nói tôi có 15 năm kinh nghiệm giải phẫu thẩm mỹ. Nói chung thì nó chuyển, cứ chuyển tới chuyển lui từ từ. Nhưng mà nói chung là người bệnh nhân họ muốn thì họ luôn luôn họ phải tìm hiểu kỹ về người bác sĩ, tìm hiểu kỹ, và xong rồi đó thì họ phải coi họ có cái niềm tin. Cái niềm tin không phải niềm tin vào cái túi tiền, căn cứ vào cái túi tiền, mà niềm tin thật sự về cái chăm sóc. Tôi rất là ngạc nhiên, không biết bao nhiêu lần bệnh nhân tới văn phòng sữa hư, tôi nói là cô tới bác sĩ nói chuyện với cô bao lâu? 4 câu, xong rồi ổng cho cái giá, tôi cũng làm. Ủa, cô hài lòng không? Ủa, cô nghe như vậy cô không hài lòng, tại sao cô làm? Thành ra cái đó có thể nói mình không thể hoàn toàn mình trách cái ngành y khoa hay là những người bác sĩ, những thành phần làm như vậy. Chúng ta có thể nói cái phần của bệnh nhân rất là lớn trong này, thưa chị. Dạ. Yeah. Dạ, và thưa bác sĩ, nếu mà nói như vậy thì Hồng Vân xin phép lại trở lại, cũng dựa trên cái sự để được an toàn thì cũng cần cái lai lịch, cái kiến thức và cái khả năng tài chính của người bệnh nhân. Và một lần nữa trước mà sẵn như vậy tôi nói chị đó, thì nếu mà nhà quyền luật pháp mà bước vào đó, thì họ có thể họ giúp được cái phần an toàn thôi. Chứ họ không thể nào ngồi đó mà họ lọc ra bác sĩ này tai khéo hơn bác sĩ kia, bác sĩ này căng mặt trẻ hơn bác sĩ kia 15 năm, cái chuyện đó không có. Thành ra cái đó bệnh nhân luôn luôn cũng có cái phần trách nhiệm tìm hiểu, và cũng gánh cái trách nhiệm đó một phần nào. Nhiều khi mình sống ở Mỹ đó thì có rất nhiều luật sư, rồi có gì xảy ra rồi luật sư khuyến mình nói cái đó là mình không bao giờ có lỗi, lỗi là người khác làm tới mình. Nhưng nói chung đây là một cái trách nhiệm của người bệnh nhân. Dạ. Dạ, Hồng Vân xin bác sĩ vui lòng xác định nha, tìm hiểu để biết và tìm đến được một bác sĩ giỏi và an toàn có phải gọi hỏi giá không bác sĩ? Cái đó đa là số gọi trên phone hỏi giá không ạ? Dạ, cái đó là mình cũng phải tôn trọng cái cái nhu cầu và cái hoàn cảnh của người bệnh nhân. Dĩ nhiên là tôi đã nói với quý vị rồi, chúng ta sống trong cái có thể nói cái xã hội dân chủ đi, nhưng mà có thể nói cái thẩm mỹ đàng hoàng đó không có phải đây là một cái quyền, tức là mình làm sao làm được. Có thể nói là cái người mà chưa đủ cái khả năng, mà chính vì vậy họ vẫn khao khát, họ thấy bạn bè họ làm, họ buồn quá, họ có cái thúc đẩy, họ muốn cũng căng mặt hay cũng muốn cắt mắt hay cũng muốn sửa ngực như bạn bè. Nhưng mà nhiều khi như vậy họ tới một chỗ cũng cùng cái tên căng bụng, cùng cái tên hút mỡ, nhưng cái kết quả thì nó lại không có ra như một cái diễn trình mà chúng ta làm đàng hoàng ở một nơi đàng hoàng. Dạ. Dạ, và mấy cô, mấy chị thì vẫn lấn cấn là... Dạ, Hồng Vân xin khắc lại, và Hồng Vân xin kính mời quý thính giả đặt câu hỏi với bác sĩ Hùng Anh. Dạ, xin tắt TV ở phía sau, dạ, nó hơi vang. Dạ, Hồng Vân, dạ, Hồng Vân kính mời cô xin tắt TV ạ. Dạ, xin hỏi bằng điện thoại và tắt TV. Dạ, xin vui lòng hỏi thẳng vào điện thoại và nghe trả lời bằng điện thoại và tắt TV hoặc radio để tránh cái tiếng vang đó thưa anh. Alo, alo. Dạ, dạ. Dạ, dạ thưa dạ, rồi, nghe xin được. Kính mời. Dạ, dạ. Hồng Vân xin biết tên. Bà bác sĩ anh hả? Dạ. Alo, dạ, đúng rồi. Không? Dạ, dạ, đúng nghe, rồi. Xin dạ, cho cháu biết đấy. Tên. Tôi muốn hỏi cái này tí này. Tôi bà bị có lẽ sinh nhiều quá, bây giờ cái nay vậy nó lớn quá đó, cái bụng đó. Dạ, dạ. Cái bụng cái nay nó lớn về hai cái tay
hai cái tay mà cái xúc tên á, xúc tên cái vai mà chủ này của trò nó lớn quá đó. Dạ dạ. Anh đi đứng nó khó khăn thế này. Như vậy bây giờ cái nếu đến bác sĩ mà để giải phẫu thì như vậy tôi muốn hỏi là giải phẫu bằng thuốc mê thuốc tê à? Dạ, cái đó thì nó có nhiều cái phần mà giúp chúng tôi quyết định lắm nha chú. Thì một phần đó là chúng tôi cái tức là chú nói về cái cánh tay nó to, nó lòng thòng rồi đó. Thì chúng tôi coi trường hợp đó. Dạ, thì chúng tôi coi một đó là sức khỏe của cô ra sao. Thì cái đó là một chuyện. Sức khỏe bây giờ cũng cũng yếu rồi, cũng 80 tuổi rồi. 80 tuổi. Dạ, dạ. Thì cái đó thì cái đó là 80 tuổi rồi. Dạ. À, 80 mấy không, nhưng mà chưa chắc gì là sức khỏe nó yếu. Chúng ta phải coi sức khỏe, cái tuổi không có nghĩa là yếu. Một lần là làm cả bụng mà cả tay đúng bác sĩ, một lần gì phẫu á? Là một lần nếu mà sức khỏe tốt thì được, còn thí dụ mà không đó thì có thể nói cái an toàn nhất trước bất cứ cái gì là chúng tôi có thể, một là thí dụ mà không có đủ an toàn thì chúng tôi không có làm, không có nhận. Còn nếu mà làm thì có thể tốt hơn, chúng tôi chia ra dù là có thể phiền phức cho bác gái. Dạ, dạ. Dạ, xin mời chú có thể liên lạc 832-874-6000 nha. Dạ, chú có thể liên lạc tới văn phòng rồi có gì chúng tôi khám. Xin lỗi chú bây giờ cũng sắp hết giờ rồi đó. Thì nếu không thì chú có thể gọi lại trong cái chương trình hay trường hợp khác, chúng tôi cũng có thể giúp chú. Nhưng mà cái tốt nhất là tới văn phòng chúng tôi coi cái sức khỏe ra sao, tình trạng ra sao. Và một dĩ nhiên là giống như là chú và cô là giống như lưu bị rồi, là chúa rồi, tôi chỉ là quân sư thôi. Thành ra chúng tôi ra những cái kế hoạch tốt nhất, thượng kế, trung kế, hạn kế. Cái kế hoạch tốt mà không được đó thì chúng tôi đi cái kế hoạch kế, tùy theo sức khỏe hay tùy theo cái hoàn cảnh gia đình hay là tài chính gì của cô chú. Thì nói chung cái đây là cái hợp tác chính giữa người bác sĩ và người bệnh nhân. Dạ. Dạ, cảm ơn chú và anh David cũng như chị Hương đã gọi vào chương trình để đồng hành và đặt câu hỏi với bác sĩ để Hồng Vân cũng được học hỏi. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình với nhiều cái thông tin về Hiệp hội Y khoa của Hoa Kỳ cũng như là nhiều tin tức trên làn sóng đài truyền hình để quý vị có thể có những cái quyết định mà sáng suốt hơn để giúp cho chúng ta cũng có thể có những cái nét đẹp nhưng mà an toàn và có được những người bác sĩ có những cái kiến thức y khoa chuyên môn như là chúng ta được ở tại hải ngoại. Và xin thưa quý vị, tham khảo là quyền lợi của quý bệnh nhân, thành ra xin quý cô quý chị nên dùng cái thời giờ tham khảo để tìm hiểu cho chính mình đó là cái quyền lợi của mình. Mà Hồng Vân thấy rằng các cô các chị hay ngại là tại sao phải tham khảo, tại sao phải tốn tiền. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mời chú gọi điện thoại vào văn phòng 832-874-6000 để tìm hiểu thêm và cũng như có những cái cuộc hẹn. Hồng Vân cảm ơn quý khán giả đã đồng hành và kiên nhẫn theo dõi chương trình và ước mong rằng sẽ gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới qua làn sóng VNTV 55.6 và xin kính mời quý vị đón xem vào 9 giờ sáng ngày mai chương trình sẽ được rerun qua hệ thống VNTV 55.6. Xin trân trọng kính chào và kính cảm ơn bác sĩ. Dạ, xin cảm ơn chị Hồng Vân. Và chúng tôi hy vọng đem tới quý vị một cái chăm sóc, một cái y khoa chuyên môn đi đúng đường và rất là an toàn. Đó là hy vọng ước ao lớn nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị.